rồi cô ôn lại Excel một chút nè. Trong Excel, mỗi một sheet nó là một cái bảng giao của dòng cột gọi là ô. Mỗi ô có một tên ô hay là địa chỉ ô như vậy. Tên ô thì tên cột rồi tên dòng. Ô này nè, ô mà cô đang tô màu xanh da trời. Nó ở cột G dòng 2, cho nên tên của cái này là G2. Cô viết lộn rồi đó, G2. Ha. Ô màu xanh da trời có tên là G2 là do Excel đặt. Cô có thể đặt tên lại. Ví dụ cô chọn nó, muốn đặt tên lại thì chọn nó. À, thanh công thức, bên đây là hiện công thức, bên đây là name box. Đặt tên thì bỏ vô đây đặt. Tên theo nguyên tắc là bắt đầu bằng ký tự hoặc gạch mà ấn shift á, chứ không được bắt đầu bằng số. Không được dùng những cái tên mà của Excel nó đã dùng rồi. Ví dụ nó đặt tên cái ô này, đặt tên ô này G2 rồi thì mình đâu đặt G2 nữa được ha. Rồi ví dụ như cô đặt tên là xanh, enter. Vậy thì ô này bây giờ sẽ có hai tên, tên là xanh do cô đặt, tên là G2 do Excel đặt. Đặt tên thì vô đây đặt, nhưng xóa tên thì phải vô đây, chứ bỏ đây xóa không được. Delete, không ăn thua, vẫn còn. Formula, Name Manager. Chỗ này có, cô mới vừa đặt nè, còn cái này tím vàng xóa đi ha, ha. Xóa nó nè. Rồi, tên này cô mới đặt. Và nó là cái ô G2 trong sheet tên là dãy Excel. Và cái tên mà cô đặt đó thì nó là địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ tương đối, địa chỉ hỗn hợp. Rồi cô giải thích mấy cái tên đó nè, mấy cái khái niệm đó nè. À, ví dụ như cô có mức lương tối thiểu trong ô màu vàng F3 là 1,1 triệu. Rồi bên đây cô có cái bảng lương. Nếu bây giờ cô tính thu nhập của Trần Mạnh Hùng bằng hệ số lương của Trần Mạnh Hùng trong ô C3 nhân với mức lương tối thiểu trong ô F3. Cô bấm Enter. Copy xuống thì tất cả đều bằng không hết. Tại sao? Tại vì địa chỉ ở trên C3 copy xuống thành C4, F3 ở trên copy xuống thành F4. Vậy thì cái địa chỉ mà tên cột rồi tên dòng gọi là địa chỉ tương đối. Địa chỉ tương đối khi copy nó sẽ thay đổi theo nó. Rồi, nói chung là nếu chọn một ô hoặc một vùng và mình muốn cố định không thay đổi khi copy thì thay đổi từ loại địa chỉ tương đối sang tuyệt đối. Tuyệt đối thì nó có đô la trước tên cột F, có đô la trước tên dòng 3 ha. Nếu bấm F4 mà không được thì kết hợp FN F4 để nó thay đổi loại địa chỉ. Rồi, nếu cô bấm F4 lần nữa, đây ha, nếu cô bấm F4 lần nữa thì nó chỉ có đô la trước tên dòng thôi, dòng 3 nè. Vậy thì cái gì có đô la, cái đó sẽ cố định. Cột F có thể thay đổi nếu cô copy sang hàng ngang ha. Vậy thì địa chỉ mà chỉ có một thành phần có đô la gọi là địa chỉ hỗn hợp. Đó là ba loại địa chỉ. Tương đối là cả hai không có đô la. Tuyệt đối cả hai có đô la. Hỗn hợp chỉ một thành phần có đô la thôi. Đây cũng là hỗn hợp. Này là cố định cột. Này là tương đối. Này cố định cả dòng cả cột. Này cố định dòng. Này cố định cột. Này tương đối, này tuyệt đối. Trong trường hợp này, cô cần cố định ô màu vàng thì cô cho có địa chỉ tuyệt đối cho F3. Rồi cô copy xuống thì lúc nào cũng là F3 hết. Đây. Còn C3 hồi nãy trên đây tương đối cho nên copy xuống thành C8 ha. Vậy thì trong Excel nó cho mình cái loại địa chỉ như thế. À, có ba loại địa chỉ. Tương đối không có đô la,
tuyệt đối có đô la trước tên dòng, có đô la trước tên cột. Hỗn hợp chỉ có đô la trước một thành phần cột hoặc dòng. Cả bốn cái địa chỉ này đều chỉ đến cái ô F3, chỉ khác khi copy đi chỗ khác mà thôi. Vậy cho nên khi mình cài một công thức hoặc làm cái gì đó mà mình muốn cố định cái chỗ đó lại thì dùng địa chỉ tuyệt đối. Nếu muốn cố định cột thì tuyệt đối trước tên cột. Nếu chỉ muốn cố định dòng thôi thì đô la trước tên dòng ha. Rồi vậy là cô đã nói địa chỉ tương đối là cái gì, địa chỉ tuyệt đối là cái gì, địa chỉ hỗn hợp là cái gì. Đấy nha. Một tập tin Excel thì nó có nhiều sheet. Sheet tên, tên sheet cô có thể đổi tên được nè. Muốn đổi tên nhấp đôi vào đó. Cái sheet này cô đặt tên là giải Excel. Bên đây cái sheet này cô đặt tên là các loại địa chỉ. Cái sheet này cô đặt tên là công thức mảng. Trong sheet giải Excel thì cũng có OG2. Đây OG2 mà cô đặt tên là xanh rồi ha. Trong sheet các loại địa chỉ cũng có OG2. OG2 cô tô màu đỏ đây. Đây ha. Sheet nào cũng có OG2 hết. Cho nên nếu công thức tham chiếu đến một ô trong cùng sheet, ví dụ bằng F3 chỗ này, thì tên ô sẽ đơn giản là tên cột rồi tên dòng ha, ha. Nhưng nếu từ cái sheet khác mà cô tham chiếu đến ô bên đây, ví dụ từ chỗ này ha, cái cô bằng cô tham chiếu đến bên đây ô này, thì Excel nó cũng thông minh lắm. Nhìn nè, trên thanh công thức tên sheet chấm than tên ô đó. Cái này gọi là địa chỉ đầy đủ của một ô. Thực ra thì cũng chưa phải đầy đủ đâu. Đây là cô tham chiếu đến một ô trong một cái sheet khác thì nó thêm tên sheet chấm than tên ô. Cho nên đôi lúc mặc dầu mình tham chiếu đến trong cùng một sheet mà nó thêm vô tên sheet chấm than tên ô thì cũng là đúng. Nếu mình kiểm tra lại, à mình muốn tham chiếu thì lấy dữ liệu từ ô đó đó, thì nếu mình thấy kiểm tra thấy tên sheet đúng là được ha. Rồi mình có thể tham chiếu đến một ô trong tập tin khác nữa. Đây là cùng tập tin nè, cô có thể lấy giá trị trong một ô ở tập tin khác. Khi đó trên thanh công thức sẽ điền cái địa chỉ là tên tập tin, xong rồi tên sheet, xong rồi chấm than tên ô nếu tập tin nó vẫn đang mở. Còn nếu tập tin nó đóng lại rồi thì cái địa chỉ của ô đó sẽ có thêm đường dẫn đến tập tin đó, rồi tên tập tin, rồi tên sheet chấm than tên ô. Đó là địa chỉ một ô dạng đầy đủ. Rồi cô nói lại nè, mỗi sheet đều có, ví dụ như OG2 thì sheet nào cũng có OG2 hết á ha. Cho nên nếu sheet nào cũng có OF3 hết á, đúng không? Nếu bây giờ trong công thức cô lấy giá trị trong cùng một sheet cái ô này thì tên ô đơn giản là tên cột, cột F dòng 3 thôi. Nhưng nếu cô tham chiếu đến một ô bên cái sheet khác, ví dụ như chỗ này, thì cô lấy ô này ha, thì bây giờ chỗ này nè trên này tên sheet, cái sheet công thức mảng và ô A2 đó. Vậy thì tên cô đặt là cái ô này, cô đặt tên là xanh, mở này ra coi, name manager, thì tên là xanh, dưới này giải Excel chấm than đô la g đô la 2, có nghĩa là tên cô đặt là địa chỉ tuyệt đối và cái tên này có giá trị trong cả tập tin ha. Rồi ô đó tên là xanh, rồi ví dụ ô dưới này cô tô màu đỏ đi ha, cái cô đặt tên là đỏ, để đặt tên cô vô name box, cô gõ tên xong rồi enter, đặt tên gợi nhớ ngắn gọn không bỏ dấu tiếng Việt, bắt đầu bằng ký tự hoặc
dấu gạch ấn shift. Rồi trong ô màu xanh, cô gõ số 20. Trong ô màu đỏ, cô gõ số 30. Ha. Đây ha, trong ô này, cô dùng tên của cô đặt. Tên cô đặt là bên đây. Ô này, nó xanh, cái cô đặt tên gợi nhớ, tên là xanh luôn. Muốn đặt tên cái gì thì chọn cái đó, xong rồi vô name box, gõ tên rồi enter là đặt tên. Vậy ô màu xanh sẽ có hai tên, G2 do Excel đặt, xanh do cô đặt. Ô màu đỏ, cô đặt tên là đỏ, và nó có hai tên, G3 do Excel đặt, đỏ do cô đặt. À, đặt tên thì vô name box đặt, muốn xóa hoặc sửa tên thì vô name manager, chứ đã xóa sửa đây không được. Nè, đỏ là cái ô G3 trong sheet dãy Excel và nó là địa chỉ tuyệt đối, tên mình đặt là địa chỉ tuyệt đối ha. Còn xanh là cái ô G2 trong sheet dãy Excel, nó có nhiều cái sheet, mỗi cái sheet có cái tên đây ha. Vậy thì trong công thức bên đây, cô dùng tên của cô đặt nó cũng ra 50. Cô dùng tên của Excel đặt nó cũng ra 50. Dãy Excel G2 chấm than G2 cộng dãy Excel chấm than G3. Đó, nó là 50 ha. Nếu bây giờ cô xóa một cái tên, ví dụ mở name manager ra, cô xóa một cái tên nào đó mà cô đã dùng. Ok. Đóng lại thì cái này nó báo lỗi là name. Có nghĩa là nó tìm trong cả tập tin, không có chỗ nào tên là đỏ đó. Cho nên nó báo lỗi là không có tên này ha. Bởi vậy cho nên khi mình cài một công thức, nếu nó báo lỗi là name thì hoặc là mình viết tên hàm sai, hoặc là mình viết một cái tên vùng mà nó bị xóa mất rồi, hoặc là mình viết cái tên vùng, tên ô nó sai ha. Rồi dưới này tên của Excel đặt vẫn còn. Cái gì của Excel đặt thì nó không cho mình xóa đâu, vẫn còn hoài đó. Còn tên mình đặt mình tùy nghi, xóa sửa gì cũng được hết. Đó à, đó là tên. Rồi đây là tên ô. Còn tên vùng, ví dụ đây cái vùng này cô tô màu nè, cái vùng bên đây cô tô màu. Tên vùng là tên của ô góc trái trên, hai chấm tên ô góc phải dưới. Ví dụ cái vùng này sẽ có tên là G4. Ô này là ô G4 nè, 2.L8. Tên vùng đây. Muốn đặt tên vùng thì chọn vùng và đặt tên ở đây. Ví dụ vùng màu, tên là màu. Đó. Xóa tên thì bỏ vô name manager, xóa nó đi. Ok. Ok. Đó. Rồi bây giờ cái chức năng data validation trong Excel là cái gì? Trong Excel đó thì nó quản lý dữ liệu. À, nếu cái cột, một cái cột nào đó, ví dụ như cột ngày bán. Nhưng mà bây giờ nếu mình muốn nhập cái gì nó cũng được hết. Lẽ ra là mình chỉ nhập ngày bán thôi, nhưng mình muốn nhập cái gì cũng được hết. Thì cái này là dữ liệu nó cũng không có chính xác đó. Cho nên trong Excel có chức năng gọi là data validation, là chức năng đó ràng buộc dữ liệu nhập vào chỉ đúng mới được. Ví dụ cái cột số lượng này nè, người ta yêu cầu là chỉ nhập số từ 1 đến 10 thôi, nhưng bây giờ cô nhập 90 cũng được ha. Vậy cho nên người ta yêu cầu là dùng chức năng data validation để ràng buộc dữ liệu phải thỏa một cái điều kiện nào đó thì mới cho nhập vào, lưu vào đây. Còn nếu không thì không cho. Vậy để tạo data validation, cô chọn cái cột số lượng này nè. Ha. Rồi, tab data, có data validation. Cô bấm luôn đây. Phải mắc công cũng cuộn cái chỗ này ha. Cô bấm đây đây. Mở ra cái hộp thoại data validation. Hộp thoại này có ba cái tab. Tab setting là thiết lập điều kiện ràng buộc, khi thỏa cái điều kiện đó mới cho lưu dữ liệu vào cột này, nếu không thỏa thì không cho lưu. Rồi chỗ này
Validation criteria, điều kiện để ràng buộc dữ liệu cho nó hợp lệ. Dưới này allow, cho phép, thì hầu như tất cả các ô cho phép bất kỳ giá trị nào, cho nên nó mới thoải mái như vậy. Bây giờ mình không cho phép mọi giá trị nữa mà mình chọn. Nếu cô chọn whole number thì trong ô này chỉ được nhập số nguyên thôi. Và nhập số nguyên thì dữ liệu ở chỗ này cô có thể cài đặt chỗ này. Chính giữa từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất là bao nhiêu? Trong trường hợp này của cái đề 1 đó thì số lượng chỉ cho phép nhập số nguyên từ 1 đến 10. Vậy thì minimum là 1, maximum là 10. Đó, vậy đó. Ha. Rồi, đó là cô giải thích cái whole number. Whole number thì chỉ cho nhập số nguyên thôi. Và từ nhỏ nhất là 1, lớn nhất là 10. Ok. Vậy bây giờ cô nhập 15, nó chịu không? Ha. Cô nhập bất kỳ cái gì cũng không được, chỉ số từ 1 đến 10 thôi. Ví dụ 10 cũng được, 9 cũng được, 8 cũng được. Nếu không thỏa điều kiện là số từ 1 đến 10, nó không cho nhập vô. Đó là chức năng Data Validation. Rồi ví dụ nữa, xóa chức năng Data Validation thì chọn cái nào mà mình đã đặt rồi. Cũng mở hộp thoại Data Validation Leon thì nó xóa chức năng đó rồi. Bây giờ thì mình nhập thoải mái, muốn nhập cái gì cũng được hết ha. Đó. Xóa chức năng Data Validation. Rồi cô giải thích Data Validation nữa đây. Đặt Data Validation cho nhiều ô thì chọn nhiều ô. Data Validation hồi nãy là cho phép số nguyên, bây giờ thì cho phép số thực, decimal là số thực ha. Nếu bây giờ số nguyên, được cả nhà, số nguyên giữa 1 và 10 mình nhập số thực được hay không? Thử coi nha. Rồi, bây giờ cô nhập 9.2 được không? Được. Chỉ nhập số nguyên thôi ha. Nhập số 9 được, nhập số 8 được, nhập số 10 được, nhập số 0. Tại vì nhập từ 1 đến 10 thôi. Vậy thì whole number là số nguyên. Rồi bây giờ tiếp tục xóa cái này đi. Leon. Rồi. Ok, xóa mới rồi, cô nhập cái gì cũng được ha. Rồi bây giờ đến nếu cho phép nhập decimal, có nghĩa là nhập số thực, thì cũng từ chính giữa, từ đâu đến đâu ha. Rồi, nếu số nguyên thì between là chính giữa, cái khoảng từ minimum đến maximum. Còn not between là không ở trong khoảng này ha. Ví dụ như không ở trong khoảng từ 3 đến 5 ha. Rồi equal to là nhập số vô bằng với cái giá trị nào đó thôi. Rồi not equal to là khác, không bằng. Greater than lớn hơn, less than nhỏ hơn, greater than or equal to lớn hơn hoặc bằng, less than or equal to nhỏ hơn hoặc bằng. Đó, tùy theo cái bài toán, tùy theo cái nhu cầu mình muốn ràng buộc dữ liệu như thế nào thì mình chọn những cái dữ liệu, những cái phép toán, đây là những phép toán thôi, phù hợp với cái điều kiện của mình ha. Vậy thì bây giờ trong trường hợp này của mình thì mình chọn là whole number và between 1. Đó, người ta yêu cầu là số nguyên nhập từ 1 đến 10 thôi. Rồi, nếu cô nhập số nguyên từ 1 đến 10 thì không sao hết. Nhưng nếu cô nhập số nguyên mà lớn hơn 10, hơn 1, nó báo lỗi bằng tiếng Anh. Thế bây giờ muốn cho nó báo lỗi bằng tiếng Việt thì làm sao? Chọn nơi muốn đặt báo lỗi Data Validation. Mở hộp thoại, nó có cái tab Error Alert, báo lỗi ha. Tiêu đề của báo lỗi đây, lỗi ví dụ như error đi, thôi báo lỗi đi tiếng Việt ha. Báo lỗi.
Bạn sai rồi. Rồi chỗ này nè, xì tai thì nó có 3 cấp độ. Stop là cấp độ nghiêm nhặt nhất. Thả lỏi là không cho nhập. Rồi đến cấp độ warning, dễ hơn xíu. Cảnh báo thôi, rồi vẫn cho lưu vô cột này. Rồi đến cấp độ information, chỉ thông tin thôi, vẫn cho nhập vô. Vậy thì cái cấp này là nghiêm nhặt, không cho nhập vô nếu không thỏa điều kiện trong tab setting ha. Rồi error là cô chọn cái này xong cô ok nè, báo lỗi bạn sai rồi. Bây giờ nếu mà cô nhập sai thì báo lỗi thay vì câu tiếng Anh như nãy, bạn sai rồi tiếng Việt ha. Rồi còn một cái tab nữa đây nha, cô không biết là cái nào đã có data validation, cô bỏ vô đây, rồi cô bỏ vô đây không biết ô nào có data validation. Vậy cho nên nó có một cái tab, những ô này là cô đã đặt data validation rồi nè. Data validation nó có cái tab input message. Khi cô bỏ con trỏ ô vào trong đó thì nó hiện lên thông báo là ô này này thông báo có thể là ô này nhập chứa số số từ 1 đến 10 thôi để cho người ta biết ha. Người ta biết người ta nhập cho đúng. Ô này nhập số từ 1 đến 10 thôi. Cô bỏ con trỏ ô ở đây, không có gì hết, nhưng khi con trỏ ô cô bỏ ở đây thì hiện lên thông báo đó. Vậy thì data validation nó có ba cái tab. Tab setting thiết lập điều kiện ràng buộc dữ liệu hợp lệ trong cái điều kiện này mới được lưu vô đây. Tab error alert, nếu để không có thiết lập cái này thì nó hiện ra câu báo lỗi bằng tiếng Anh. Còn mình muốn báo lỗi tiếng Việt thì tiêu đề cho hộp thoại báo lỗi nè, dòng thông báo lỗi nè ha. Rồi đây ba mức độ. Rồi input message là dòng thông báo hiện ra khi con trỏ ô mình bỏ vào ô có data validation. Rồi đây là một dạng data validation. Ngoài ra còn một dạng khác nữa, đó là cái dạng ví dụ như cái loại hàng này nè, người ta muốn là mình chỉ nhập vô ba cái này thôi, điện tử, đồ gia dụng và nhà bếp, và nhập vô cho chính xác như thế này để mình có thể thống kê bao nhiêu mặt hàng điện tử, bao nhiêu đồ gia dụng. Chứ nếu mà mình gõ vô thoải mái thì có người thì bỏ vô tiếng Việt, có người thì không bỏ vô tiếng Việt, thì như vậy thì hai cái mặt hàng đó khác nhau rồi. Cho nên thay vì tự gõ vô thì mình tạo những cái combo box. Combo box là một cái ô thế này nè, nó có mũi tên đây, sổ xuống danh sách ba cái này để cô chọn thôi ha. Vậy thì loại hàng tạo từ danh sách bảng danh mục, không nhập trực tiếp. Vậy cô chọn hết cái này, cô tạo data validation. Và bây giờ thì tab setting ngay chỗ allow, cô không chọn whole number decimal nữa. Hai cái này là số nguyên, cái này là số thực. Cái này nhập vô ngày thôi, nhập vô giờ thôi, nhập vô chuỗi mà cái độ dài chuỗi thế nào đó. Còn cái này thì cài công thức, nếu dữ liệu thỏa công thức mới cho nhập vô. Trong trường hợp này cô muốn tạo một cái list dỗ sổ xuống để cô chọn cho nó chính xác chứ cô không nhập trực tiếp, thì cô chọn list dưới này cái sụt thì cô bằng cái cô mới quét cái danh sách này nè, quét danh sách này thì nó điền vào tên của cái vùng đó, B17 2 chấm B19 là tên cái vùng này ha, và địa chỉ tuyệt đối. Rồi cô ok thì bây giờ nè, trong mỗi ô đều có combo box, cô chọn thôi ha, cô chọn thôi. Đây là data validation dạng list, nó sổ ra cái danh sách để mình chọn thôi. Rồi xóa data validation Leon. Rồi
Hai gì mà cô lít cô chọn là cô dùng tên của Excel đặt. Cô có thể dùng tên cô. Ví dụ như cô đặt tên ba ô này là loại hàng. Đặt tên không bỏ dấu tiếng Việt. Loại hàng. Enter. Đặt tên rồi nhớ enter. Thì bây giờ cái data validation này ha, cô chọn list. Rồi chỗ này cô dùng cái tên cô mới vừa đặt. Có thể bấm phím F3 để nó hiện lên những cái tên mà mình mới đặt. Đó. Nếu bấm F3 mà nó không lên thì phải gõ cái tên của mình. Đôi lúc nó không lên đó ha. Rồi nó lên đây này. Chọn nó. Ok. Cô có thể gõ trực tiếp vô tên đây cũng được. Ok. Vậy thì đây cô có đây ha, đồ gia dụng cô chọn thôi. Nếu mà cô gõ vô cái gì mà không đúng cái đó, nó chỉ chính xác trong danh sách đó mà thôi. Đó là một dạng data validation nữa. Hầu như đề nào cũng có data validation dạng list và dạng điều kiện ràng buộc như thế này. Hầu như đề nào cũng có. Rồi, cô giải thích những cái từ mà cô sẽ dùng để lớp mình hiểu cô nói cái gì ha. Trong Excel đó, khi mà cô cài công thức trong một cái ô nào đó thì cô bắt đầu bằng dấu bằng hen. Rồi, ví dụ như 8 cộng 9, cô bấm Enter, nó trả về, cô bấm Enter, nó trả về kết quả của công thức đó trong ô. Trả về là như vậy ha. Hiểu cái từ trả về mà cô hay nói nha. Rồi ví dụ như bằng lép của Hutech. Rồi Hutech chưa phải lấy hai ký tự thì trả về chữ hu. Trả về là như vậy. Khi mình gõ một cái biểu thức mà nó đúng thì trả về kết quả trong đây. Nếu mình gõ biểu thức sai thì có thể nó trả về một cái lỗi. Vậy hiểu cái chữ trả về chưa? Hiểu chữ trả về chưa? Rồi. Hiểu chữ trả về mà cô mà thường mấy người làm máy tính hay dùng. Có nghĩa là khi mình làm một công thức nào đó, cái mình bấm Enter, nó trả về kết quả trong ô đó. Trên thanh công thức hiện lên bản chất của cái ô đó là cái hàm này đây. Trên thanh công thức hiện lên bản chất của cái công thức đó. Còn dưới ô đó nó trả kết quả về, gọi là trả về. Rồi, rồi. Lớp mình quan sát một cái công thức trên thanh công thức nè. Bằng if D3 lớn hơn hoặc bằng 87,0.75. Rồi if C3 bằng nữ 0.5 0. Rồi đóng ngoặc, đóng ngoặc. Vậy trong một công thức thì mình rút ra kết luận gì? Tên và số không bao trong nháy kép. Còn chuỗi thì bao trong nháy kép, số không bao nháy kép. Tên thì gồm có tên ô hoặc tên vùng hoặc tên hàm. Nhớ, trong công thức tên không bao nháy kép, số không bao nháy kép, chỉ có chuỗi đưa vô trong công thức thì chuỗi được bao trong nháy kép. Và nháy kép không phải là hai dấu nháy đơn. Ập lại, nhớ nha. Nói nhắc lại, trong một công thức của Excel thì tên và số không bao nháy kép, chỉ có chuỗi bao nháy kép mà thôi. Tên thì gồm tên hàm, tên ô hoặc tên vùng. D3 là tên ô, C3 là tên ô, cũng không bao nháy kép. Nhớ ha, nhớ điều đó. Rồi cô mới định nghĩa tham chiếu là cái gì? Tham chiếu là tên ô hoặc tên vùng trong một công thức của Excel. Thì nè, bằng A2 nhân B2 thì A2 và B2 là tham chiếu. Cái tên đó nè, không bao trong nháy kép, không bao trong nháy kép. Rồi, bằng sum C2 đến C8 thì C2 2 chấm C8 là tham chiếu. Rồi, bằng
sum thành tiền thì thành tiền là tham chiếu. Tóm lại, tham chiếu là tên của một ô hoặc tên của vùng nằm trong công thức Excel. Ha, vậy thì ví dụ như bây giờ ở đây cô có cái cột thành tiền, cô có cái cột thành tiền đó ha. Cô đặt tên cái vùng này tên là thành tiền. Cô đặt tên của ba ô đó, ba ô màu màu hồng tên là thành tiền. Vậy chỗ này tổng thành tiền thì bằng sum của thành tiền ha, cái tên mà cô mới vừa đặt đó. Rồi. Thành tiền. Rồi. Giả sử này cô cho nó cho nó số chẵn rồi dễ thấy. 2,2 triệu ha, 3,7,2 triệu. À, vậy thì trong công thức này nè, sum thành tiền ha. Vậy thì biết tham chiếu là cái gì? Tham chiếu là tên ô hoặc tên vùng, tên ô hoặc tên vùng trong một công thức của Excel. Bây giờ cái hàm indirect, hàm indirect bằng indirect mở ngoặc đơn. Khi cô gõ vào một cái hàm rồi mở ngoặc đơn thì nó mở ra cú pháp của hàm. Cú pháp của hàm thì nó bao nhiêu đối số, hàm này hai đối số. Đối số nào bao trong ngoặc vuông là tùy chọn. Cần thì đi vô, không cần thì thôi. Đối số nào để ở ngoài là bắt buộc phải đưa vô mới được. Đối số là những cái giá trị cần thiết để giá trị cần thiết để cái hàm đó mới thực hiện được. Rồi đối số A1 tùy chọn, cần thì đưa vô, không cần đưa thôi, không cần thì thôi. Trong trường hợp này cô không cần cả 15 cái đề thi, không cần đối số 2 của hàm indirect, cho nên cô bỏ ha. Bây giờ thì hồi nãy công thức chỗ này nè, bằng sum thành tiền. Bây giờ hàm indirect này nó trả về một cái tham chiếu, đối số của nó là chuỗi ha. Vậy bây giờ cô dùng công thức này cả nhà, bằng sum. Thay vì cô gõ trực tiếp tên thành tiền vô đây thì cô dùng cái hàm indirect là gián tiếp ha, indirect. Rồi trong này đối số của nó là chuỗi, cô đưa vô cái chuỗi. Chuỗi thì bao trong nháy kép, chuỗi thành tiền, rồi đóng ngoặc indirect, đóng ngoặc sum. Thì lớp mình quan sát nè, mở ngoặc này là của hàm sum, rồi đến hàm indirect. Hàm indirect đối số của nó là chuỗi và nó có chức năng là nó trả về một cái tham chiếu, có nghĩa là trả về một cái tên trong công thức này. Vậy khi cô bấm enter thì chỗ này là sum thành tiền ha, cũng ra 1,2 triệu. Vậy thì lớp mình hiểu không nè, hàm indirect đối số của nó là chuỗi và nó trả về một cái tham chiếu. Khi cô chọn cái hàm này, cô để cái hàm này đây thì nó trả về cái thành tiền đây. Đối số của nó là chuỗi nhưng nó trả về một cái tên ha, tên thành tiền ở đây. Lớp mình hiểu chứ? Biết tham chiếu là cái gì rồi? Tham chiếu là tên của một ô hoặc một vùng trong công thức của Excel. Và nhớ là tên ô, tên vùng trong công thức Excel thì không bao trong nháy kép. Rồi mình nhớ là hàm indirect có một đối số bắt buộc, đối số đó là chuỗi. Và hàm indirect nó trả về cái tên tại cái chỗ mà nó ở ha. Rồi ví dụ nữa nè, ví dụ bây giờ cái ô này là ô B26 có chữ trả về hen. Ô này ô B26 cô đặt tên là tên cô đi, ô này tên cô đi hen, không? Nếu bây giờ cô tham chiếu đến nó thì cô bằng không ha, nó có chữ trả về. Thế bây giờ cô bằng in direct, cái trong này cô gõ chữ không
trong nháy kép thì hàm này nó trả về tên phong, không có nháy kép ở đây thì cũng giống y như trên đây, cũng trả về nè, chỗ này nè bằng phong ha, dưới này bằng indirect phong thì nó trả về cái chữ phong, trả về chữ phong mà không có trong nháy kép chỗ này đây. Đó. Hơi nói nhiều vậy hiểu không? Này qua đề. Hiểu không? Này qua đề đi nha. Qua cái đề này. À, bây giờ á, ở bên đây đồ gia dụng thì tên hàng cũng lấy cái đồ gia dụng ra thôi ha. Rồi bây giờ đi vô cái đề số 1 của mình. Ở bên đây á, loại hàng thì list sổ xuống dọn loại hàng để mình chọn. Bây giờ bên đây loại hàng thì tên hàng bên đây nó phải tương ứng với đồ gia dụng bên đây. Mình cũng phải tạo cái list, mà cái list này nó phụ thuộc vào cái bên đây. Nếu đây là đồ gia dụng thì cái list này sổ ra quạt bàn, bàn ủi đứng cao cấp, bình lưỡng tính, máy hút bụi, đèn bàn LED, đèn bắt mũi thôi ha. À, còn ở đây nhà bếp thì chỉ sổ ra lò vi sóng, bếp ga, nồi tự động. Còn nếu ở đây là điện tử thì bên đây cái list này chỉ sổ ra là internet TV, TV LED thôi. Đó, ý người ta muốn như thế. Vậy thì bây giờ mình đặt tên cái này ha, đặt tên từ ô internet TV cho đến hết luôn âm ly nè. Và tên của cái này là tên điện tử. Và chút nữa mình cố ý mình dùng cái hàm indirect, cho nên đặt tên cái này giống y cái này, viên tu ha. Nhưng mà có thêm một cái ở đầu gì đó, để chút nữa mình còn có cái giá nữa nè ha. Cho nên chỗ này mình đặt tên là mấy ký tự đầu mình muốn đặt gì đó thì mình đặt, nhưng mình nhớ ở đây cô đặt là tên, xong rồi điện tử, cái khúc sau này, khúc trước thì nhất quán, nếu cô đặt là tên thì lúc nào cũng là tên, tên Duyên Tu, tên Do Gia Dung, tên Nha Bẹp đó, nhớ vậy ha. Rồi chỗ này đặt tên là tên Duyên Tu, enter. Rồi chỗ này từ đây đến đây cô đặt tên là tên Do Gia Dung, khúc trước là nhất quán, khúc trước rồi mới lại tên Do Gia Dung, enter. Cái tên á đặt cũng có ý để chút nữa mình gọi nó, thì ba cái này, tên của ba cái loại này đều bắt đầu từ chữ TEN. Khúc sau thì phải giống y như cái danh mục này. Điện tử thì Duyên Tu, đồ gia dụng thì Do Gia Dung, nhà bếp thì Nha Bếp. Y vậy, khúc sau giống y vậy. Còn khúc trước thì cũng phải nhất quán. Nếu mình đặt TEN thì dưới này cũng TEN ha. Rồi tương tự như vậy. Cái này thì tên Nha Bếp. Enter. Đó. Rồi bây giờ mình đặt tên như vậy rồi. Vậy bây giờ ngay chỗ này đồ gia dụng thì có phải là cô làm data validation và cô chọn list, và chỗ này cô bằng đồ gia dụng đúng không? Đồ gia, tên đồ gia dụng đúng không? Thì nó sổ ra cái đồ gia dụng để cô chọn này ha. Còn chỗ này nhà bếp thì cô phải làm sao? Data validation. Chỗ này nhà bếp thì data validation. Rồi list, chọn dạng list. Và cô chọn cái vùng. Cô chọn cái vùng là tên nhà bếp. Ok. Thì nó sổ ra cái tên nhà bếp để cô chọn ha. À, cô nhầm rồi ha. Rồi data validation. List, chọn list. Chỗ này thì bằng tên nhà bếp. Ok, ok. Thì nó sổ ra tên nhà bếp cho cô chọn. Còn chỗ này đồ gia dụng, cô lại phải làm giống y vậy. Nhưng không ai làm vậy được hết. Nếu mà mình thực hành á, thì chỉ có 10 dòng dữ liệu thôi. Nhưng khi ra trường đi làm thì số liệu nó mênh mông.
cả mấy trăm dòng, mấy ngàn dòng, làm sao làm vậy được? Cho nên Excel nó cho hàm mình cái hàm indirect dùng cho việc để đây ha. Rồi cô dùng hàm indirect xóa data validation, cô làm cô giải thích nãy gì đây. Rồi ok, clear all, xóa nó đi. Ok thì nó bây giờ nó không còn cái list nữa nè, do cô làm để cô giải thích thôi. Bây giờ cô có thể chọn tất cả, cô làm một lúc thôi. Nếu có 100, 1000 dòng cô chọn cô làm hết luôn cũng được ha. Rồi data, data validation, chọn list. Bây giờ nếu mà bây giờ cô chọn ở đây là đồ gia dụng thì chỉ có đồ gia dụng mới đúng thôi. Rồi dưới này nhà bếp sai, điện tử sai. Cho nên chỗ này cô dùng hàm indirect, indirect. Và nhớ là hàm indirect nó trả về một cái tên ngay chỗ này nè ha. Và đối số của hàm indirect là chuỗi. Thì hồi nãy cô đặt tên có chữ tên đúng không? Trong đây chữ tên là chuỗi, cho nên bao trong nháy kép. Rồi cô dùng dấu và để cô nối chuỗi. Lớp mình có biết dùng dấu và chưa? Cô giải thích dấu và nè. Trong Excel, dấu và là toán tử nối hai chuỗi. Ví dụ chuỗi có chữ tan đây, nối với cái ô này ha, nối với ô này thì nó ra đồ tên đồ gia dụng. Tương tự tên nhà bếp ha ha ha, này là dấu nối chuỗi, nối cái chuỗi tên với cái chuỗi trong ô B3. Cái này cũng chuỗi mà. Vậy thì dấu và là toán tử nối hai chuỗi lại với nhau, nối chuỗi tên và nối với chuỗi đồ gia dụng trong ô B3 thành tên đồ gia dụng. Đó, đó là dấu và ha. Vậy thì bây giờ trong data validation chỗ tên hàng này đây. Rồi, chỗ này cô chọn list bằng dùng hàm indirect. Rồi cô cũng lấy cái chuỗi tên, cô nối với ô B3. Nhưng mà khi cô click vô đây á thì nó cố định cột và cố định dòng luôn. Nếu lúc nào cũng là B3 thì lúc nào cũng là tên đồ gia dụng hết. Cho nên trường hợp này cô chỉ cố định cột thôi, còn dòng thì thay đổi. Vậy cho nên bấm F4, cố định dòng, bấm F4 lần nữa, cố định cột. Nhìn nè ha, chỉ có đô la trước B thôi, còn dòng 3 không thay đổi. Dòng 3 không có đô la thì nó thay đổi chứ ha. Cố định cột, dòng để thay đổi. B3 xuống đây, B4 là nhà bếp, B5 đồ gia dụng, B6 điện tử, B7 đồ gia dụng. Vậy thì chỗ này cố định cột, dòng không có đô la để nó thay đổi. Rồi đóng ngoặc hàm indirect. Vậy hàm indirect trả về cái tên đây nè. Nếu đây là đồ gia dụng thì đây nó trả về cái tên đồ gia dụng. Nếu đây là điện tử B4 đó thì đây trả về cái tên là tên điện tử ha. Cho nên lúc nào nó cũng đúng hết. Này, này đồ gia dụng, bên đây list vào đồ gia dụng ha. Rồi nhà bếp, đây list vào nhà bếp. Đồ gia dụng, đồ gia dụng, điện tử thì đây hiện ra điện tử. Rồi cô nhập dữ liệu đồ gia dụng. Rồi nhà bếp, điện tử, điện tử, nhà bếp. Đó, rất hay. Excel là viết tắt của excellent mà ha. Bây giờ đến ngày bán. Xác lập điều kiện chỉ cho phép nhập ngày bán trong quý 4 năm 2020. Ngày nhập sau phải lớn hơn hoặc bằng ngày nhập trước và không được bỏ trống. Vậy bây giờ tất cả các ô này thì phải thuộc quý 4 năm 2020. Nó cũng là data validation đó. Vậy thì cô chọn tất cả các ô trong cột ngày bán data validation. Bây giờ thì cô có thể chọn đây nè ha, date
Xong rồi ngày bắt đầu là 1 tháng 10 năm 2020, ngày kết thúc là 31 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, cô cũng có thể cài công thức, custom công thức. Nếu dữ liệu thỏa công thức này thì cho nhập vô, còn không thì thôi. Vậy thì cô cần thức để cô dùng được cho những cái điều kiện sau. Nó còn là nha, thuộc quý 4 năm 20, rồi còn điều kiện là ngày nhập sau lớn hơn ngày nhập trước và không được bỏ trống nữa. Cho nên cô chọn custom, tại vì điều kiện nó nhiều quá, cô chọn custom ha. Rồi bằng, nếu custom thì dưới này là công thức phó Miller, phải bắt đầu bằng dấu bằng. Thuộc quý 4 thì có nghĩa là cái ngày đó nó phải lớn hơn hoặc bằng ngày 1 tháng 10 năm 2020 và nhỏ hơn hoặc bằng 31 tháng 12 năm 2020. Hai điều kiện đó đồng thời phải thỏa, cho nên chỗ này and. And điều kiện thứ nhất là cái ô đầu tiên á, mình làm một lúc nhiều ô nè, làm trong ô đầu tiên và để địa chỉ tương đối cũng được. Lớn hơn hoặc bằng, muốn đưa một ngày cụ thể vào công thức thì phải dùng hàm det. Dùng hàm det. Hàm det này có 3 đối số. Đối số đầu là năm, 2, 0, 2, 10. Đối số 2 là tháng, tháng 10. Đối số 3 là ngày, ngày 1. Đó. Vậy thì D3 phải lớn hơn hoặc bằng 1 tháng 10 năm 2020. Phải điều kiện 2 là D3 phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để đưa ngày 31 tháng 12 vô, cô cũng phải dùng hàm def. Hàm def 3 đối số 2, 0, 2, 10, 5, tháng 12, ngày 31. Đó, đóng ngoặc hàm def, đóng ngoặc hàm and. Rồi, ok. Đây là điều kiện tất cả các ô đều phải là ngày trong quý 4 năm 2020. Bây giờ mà nếu mà trước khi nhập ngày tháng năm phải chỉnh control panel. Control panel nhớ nha. Rồi, region. Nếu là Win 10 thì region thôi, địa phương, thói quen theo địa phương. Để y cái format hiến liệt United States nha. Chỉ sửa bổ sung thôi. Additional setting thiết lập bổ sung thôi. Rồi, trong tab Date gõ vô DD xẹt MM xẹt IIII. Rồi, apply rồi mới ok. Nhớ nha, không apply là không có tác dụng đâu. Apply ok. Ngoài này có apply, apply ok. Trước khi nhập ngày tháng năm phải chỉnh trong control panel như vậy đó nha. Rồi bây giờ cô nhập nè. Nó trong tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 20 thôi. Nếu bây giờ cô nhập 1 tháng 5 năm 2020, nó chịu không? Ha. Bây giờ cô nhập 15 tháng 11 năm 20. Khi mà nhập ngày tháng năm trong Excel đó, sau khi chỉnh control panel rồi thì những số 0 vô nghĩa, không cần nhập vô. Còn năm á thì mình chỉ cần nhập hai số cuối của năm thôi. Khi mình bấm Enter thì nó mang định dạng control panel nãy đó vô đây cho mình. Đó. Ví dụ ngày 1 tháng 12 năm 20 thì chỉ cần nhập 1 xẹt 12 xẹt 20 thôi. Rồi, Enter. Vậy thì nhập ngày tháng năm mà thuộc quý 4 năm 20 nó mới cho. Nhập mà không thuộc quý 4 năm 20 nó không cho. Ha. Rồi bây giờ còn điều kiện là ngày nhập sau phải lớn hơn ngày nhập trước đó thì thêm vô như thế nào và không được bỏ trống nữa. Cái công thức ở trong cái data validation nó nhỏ quá hen ha. Rồi coi nha. Rồi. Ngày nhập sau phải lớn hơn ngày nhập trước. Vậy cái ô đầu tiên có cái ngày nhập trước không? Không. Cho nên cô chừa cái ô D3 ra. Cô chọn bắt đầu từ ô dưới này. Từ ô này ha. Từ ô này. Rồi cô mở
Data Validation ra. Cái công thức này nè, cô thêm vô điều kiện là D4 lớn hơn hoặc bằng D3. Nghe. Vậy thì chèn vô trước N này nè, phía sau dấu ngoặc của N, gõ vô cái địa chỉ ô cũng được, D4 lớn hơn hoặc bằng D3. Thêm một điều kiện nữa đó, tức là ô sau phải lớn hơn hoặc bằng ô trước. Rồi bây giờ thêm cái điều kiện là không được bỏ trống. Không được bỏ trống thì sao này nha? Nếu mà không được bỏ trống thì cô sẽ dùng hàm is blank. Đây nha, giải thích cái hàm đó nữa. Ví dụ bằng. Ví dụ đây cô có cái gì đó nè ha. Ở đây cô trống nè ha. Đây cô có cái gì đó nè ha. Ở đây cô trống nè ha. Đây cô có nè ha. Rồi đây cô trống nè ha. Đây cô có nè ha. Thì hàm bằng is là động từ to be đó. Blank có phải trống hay không? Hàm này một đối số. Ô này có trống hay không? Nếu trống thì trả về true. Còn không trống thì trả về false. Này false. Còn cái này trống nè. Là trống đúng không? Đúng. Là trống đúng không? Không, nó có số liệu. Ha. Là trống ha. Ha. Cô sẽ dùng hàm is blank trong đó. Hen. Biết là is động từ to be. Có phải cái ô này trống hay không? Nếu trống trả về true. Nếu không trống trả về false. Trống là không có dữ liệu đó. Rồi vậy thì áp dụng vô chỗ điều kiện này sao? Cái này cô nãy giờ thêm vô điều kiện là ngày nhập sau lớn hơn ngày nhập trước rồi đó. Bây giờ còn điều kiện là không được bỏ trống. Cũng chừa ô đầu tiên ra. Chọn các ô dưới. Mở Data Validation. Thêm vô một điều kiện nữa. Ngoài sau dấu ngoặc tròn của and á. Ha. Dùng hàm is blank. Is blank. Rồi. Ô nào? Cái ô trước nó là ô D3. Ô D3 đóng hoặc is blank. Một cái hàm mình gõ vô mà mình chọn đủ đối số rồi thì nhớ đóng hoặc. Và is blank D3 phải bằng false mới được. Tức là nó không trống mới được. False. False. LSE. Rồi đó. Vậy thì chỉ có ô đầu tiên là nằm trong quý 4 năm 2020 thôi. Còn tất cả những ô dưới, cô thêm vô hai điều kiện nữa. Một điều kiện là ô sau lớn hơn ô trước. Một điều kiện nữa là ô trước không được để trống. Ha, rồi cô ok. Rồi vậy bây giờ cô bắt đầu nhập nè. Cái ngày đầu tiên thì cô nhập trong quý 4. Ví dụ như ngày 12 tháng 10 năm 20. Ok. Ha, rồi ở đây. Cô nhập ngày 11 tháng 10 năm 20. Tại sao? Tại vì nó nhỏ hơn ngày 12 tháng 10. Không chịu. Phải lớn hơn hoặc bằng. Đây, lớn hơn hoặc bằng. 12 xẹt 10 xẹt 20. Ok. Lớn hơn hoặc bằng. Ha. 15 xẹt 10 xẹt 20. Lớn hơn cũng được. Rồi bây giờ cô để trống ô này. Cái dưới này cô nhập 17 xẹt 10 xẹt 20. Nhưng mà cô quên một việc cho nên nó cũng cho nè. Enter nó cho nè. Tại sao? Tại vì cái chỗ này nha, nãy cô quên đó. Mở tất cả các ô này, chọn tất cả các ô trừ ô đầu tiên ra. Mở data validation ra để nè, bỏ checkbox ignore blank là bỏ qua cái việc trống. Không bỏ qua. Ha, ignore là bỏ qua. Bây giờ bỏ checkbox ra đi thì không bỏ qua. Ok. Bỏ checkbox ignore blank này đi. Ok. Rồi vậy thì bây giờ chỗ này trống nè, ở đây cô nhập vô không được. Rồi cô nhập ví dụ như đây 17 xẹt 10 xẹt 20. Ha, nhớ bỏ cái checkbox ignore blank đi để nó mới xét tới cái chuyện trống hay không ha. Rồi vậy thì cô không được để trống. Vậy thì cái ngày bán đó, data validation nó
tất cả các ô thì thuộc quý 4 năm 20. Rồi. Cái ô từ ô thứ hai trở đi thì thêm hai điều kiện nữa. Ô sau phải lớn hơn hoặc bằng ô trước và ô trước không được trống ha. Vậy bây giờ cô nhập nè. 16 tháng 10 năm 20. Ok. 25 tháng 10 năm 20 ha. Rồi cô nhập 3 tháng 11 năm 20. Rồi cô nhập 5 tháng 12 năm 20. Rồi, vậy cái cột ngày bán này nè. Đầu tiên thì cô chọn tất cả các ô từ D3 cho đến D12. Xong rồi, cô mới cài công thức này nè. Tất cả các ô thì nằm trong quý 4 năm 2020 cho nên hàm n. Hàm n hai đối số. Đối số đầu là D3 do mình chọn tất cả các ô cho nên ô đầu tiên lấy giá trị ô đầu tiên D3 thì tự động xuống ô D4 nó sẽ là D4 thôi ha. Chọn tất cả các ô và cảnh thức ngay chỗ cái data validation custom như thế này đây. Hai điều kiện. Điều kiện là D3 lớn hơn hoặc bằng 1 tháng 10 năm 2020. Điều kiện 2 là D3 nhỏ hơn hoặc bằng 31 tháng 12 năm 2020. Có nghĩa là nó nằm trong quý 4. Rồi, sau đó chọn các ô từ D4 về sau. Thêm vô hai điều kiện nữa. Một điều kiện là D4 phải lớn hơn hoặc bằng D3. Có nghĩa là ngày sau phải lớn hơn hoặc bằng ngày trước. Rồi, thêm vô một điều kiện nữa là ô trước đó không được trống, is blank, D3 không được trống, có nghĩa là is blank bằng full. Và nhớ, trong cái hộp thoại data validation đó, nó có liên quan đến trống, blank, trống, cho nên bỏ cái checkbox này đi. Bỏ checkbox ignore blank. Rồi vậy là xong. Rồi cái số lượng này á thì hồi nãy cô làm rồi ha. Thường thì cô hay làm gì nè. Nếu mà nhập số lượng nhập tay cũng được nhưng cô hay dùng cái hàm range between. Between. Rồi từ 1 đến 10. Nó cho số ngẫu nhiên từ 1 đến 10. Cô copy nè ha. Bây giờ cô Ctrl C. Cô bát vô đây. Lấy giá trị thôi. Lấy giá trị thôi. Khỏi mắc công. Đó vậy đó. Ha. Số lượng từ 1 đến 10. Cô hay dùng range between. Cho giá trị ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 10. Xong cô copy cô bát giá trị vô. Chứ không bát công thức nha. Nếu mà để cái công thức range between đây thì nó thay đổi hoài đó. Cứ mỗi lần mình tính toán đâu đó, nó tính lại, nó cho số ngẫu nhiên lại ở đây. Rồi bây giờ, đơn giá dùng hàm index dò tìm kết hợp với hàm indirect và match tra vào các bảng để lấy đơn giá tương ứng với sản phẩm của từng loại sử dụng công thức mãn. Rồi chỗ này, hàm index. Nhớ rồi cô giải thích hàm index trước nè. Bất cứ một cái hàm nào mình gõ bằng xong rồi tên hàm bằng tên hàm index mở ngoặc đơn thì lập tức nó có cú pháp của hàm. Hàm index nó có hai dạng cú pháp. Mình dùng dạng cú pháp trên thôi. Và mình nhìn vào đối số của nó. Nó có một đối số bắt buộc, hai đối số bắt buộc và đối số thứ ba bao trong ngoặc vuông, có nghĩa là tùy chọn. Hiểu từng đối số nó là gì thì dự sử dụng được nó. Đối số đầu, array. Array là một cái vùng bảng tính liên tục. Array còn gọi là mảng, nó là một cái vùng bảng tính liên tục. Array cô có thể chọn một vùng nhiều dòng, nhiều cột. Ha, ví dụ cô chọn tới đây ha, vùng từ chỗ đồ gia dụng này đến hết số 7 này. Rồi, thường thì cố định cái đối số đầu ha. Nếu cô muốn copy
cô cố định. Còn nếu cô không copy, cô để tương đối cũng được. 7. Đối số 2. Bây giờ lấy giá trị ở dòng mấy? Nếu cô lấy giá trị ở dòng 5 thì cô ghi số 5. Rồi, đối số 3. Đối số 3, column num cột số mấy? Nếu cô lấy giá trị ở cột số 2 thì cô ghi 2. Và nhớ khi mà nó hiện lên cú pháp của hàm thì bao nhiêu đối số mình biết rồi đó. Rồi, dấu cách giữa các đối số tùy cái máy. Máy cô dùng số theo kiểu của Mỹ, cho nên các đối số cách nhau bằng dấu phẩy. Còn nếu lỡ máy các bạn mà các dùng số theo kiểu Việt Nam thì các đối số cách nhau bằng dấu chấm phẩy ha. Rồi bây giờ đủ đối số rồi thì đóng ngoặc enter, nó trả về. Trả về cái gì? À, trong cái vùng này, cái vùng nè cô đang chọn nè ha, từ B3 cho đến E12. Cô lấy giá trị ở dòng 5, dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5. Cô lấy giá trị cột 2, có nghĩa là nó trả về cái giá trị như chỗ này nè, là máy hút bụi. Đó. Ha. Rồi, bằng index. Bây giờ thì cô không chọn nguyên một cái bảng nữa, mà cô chọn một cột thôi. Ha. Rồi, đối số 2, row 5, dòng mấy? Giả sử cô lấy giá trị ở dòng 6 thì cô gõ vô số 6. Bây giờ cô có thể bỏ đối số thứ 3 đi, nó tùy chọn, cô không cần. Nếu đối số 1 là một cột hoặc một dòng, mình có thể bỏ đối số 3 đi ha. Rồi vậy thì nó trả về dòng 6, dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5, dòng 6 là nhà bếp. Bằng index mở ngoặc. Bây giờ cô không chọn một cột nữa mà cô chọn một dòng. Ví dụ dòng từ đây đến đây. Ha. Rồi, phẩy. Nếu đối số 1 của index là một cột hoặc một dòng thì nó xem như cái này là mãn một chiều. Lấy ở phần tử số mấy? Ha. Bây giờ cô lấy phần tử 1, phần tử 2, phần tử 3. Cô muốn lấy cái chữ đầu đĩa karaoke này ra thì cô lấy ở phần tử 3, cô đóng ngoặc enter đầu đĩa karaoke. Nhắc lại, bằng index. Nếu đối số đầu là một bảng nhiều dòng nhiều cột, nhiều dòng nhiều cột, phải thì cô phải đưa vô đủ lấy dòng mấy. Ví dụ cô lấy dòng số 3. Phải, nếu bây giờ cô đóng thì điều gì xảy ra? Enter, lỗi. Tại sao? Tại vì đối số đầu cô chọn nhiều dòng nhiều cột, phải không? Nè, nhiều dòng nhiều cột, mà cô lấy dòng 3 nó không biết lấy cột nào, cho nên cô phải đưa vô đủ. Đây, cô đưa vô đủ dòng 3 và cột. Ví dụ cột 4 thì mình coi này nha. Cái ô array từ B2 đến B6 mà cô lấy dòng 3 cột 4. Dòng 1, dòng 2, dòng 3. Cột 1, cột 2, cột 3, cột 4 nó chính là số 5. Đó. Còn nếu bằng index, cô chỉ chọn cái array, đối số 1 là array. Cô chỉ chọn array là một dòng hoặc một cột thôi. Ví dụ cô chọn cái dòng này thì phải cô không cần đưa vô đối số thứ 3. Khi cô chọn một dòng hoặc một cột thì cái này là mãn một chiều. Mãn một chiều thì cô lấy phần tử số mấy? Đây là phần tử số 1, phần tử số 2, phần tử số 3, phần tử số 4. Cô muốn lấy cái 3 tháng 11 năm 20 ra thì phần tử 1, phần tử 2, phần tử 3, cô gõ số 3 vô đây thì nó trả về ngày 3 tháng 11 năm 20. Ngày 3 tháng 11 năm 20 hiển thị dạng số thì như vậy. Bây giờ hiển thị dạng ngày tháng năm nè. Ngày tháng năm short date ngày 3 tháng 11 năm 20. Đây. Ha. Chính là cái ô này nè. Vậy lớp mình hiểu cái hàm index chưa?
Phạm Index 3 đối số. Đối số đầu, Array. Đối số 2, nếu Array có nhiều dòng nhiều cột thì phải đưa đối số 2 là dòng máy, đối số 3 là cột máy. Còn nếu đối số đầu Array là một dòng hoặc một cột thôi thì đối số đầu là một cái mảng một chiều, nó bao nhiêu phần tử đó, mình chỉ cần đưa vô lấy phần tử số mấy là được, không cần đủ ba đối số. À, rồi đó là hàm INF. Bây giờ đến hàm MAT bằng MAT. Hàm MAT nó có ba đối số. Đối số thứ ba là cách tìm, tìm chính xác. Đối số 3 MAT sai nè, cách tìm, tìm chính xác ghi không, tìm sắp xỉ. Mà cái lúc cấp array này xếp tăng dần thì ghi 1 hoặc bỏ. Còn nếu tìm sắp xỉ mà có lúc cấp array này xếp giảm dần thì ghi trừ 1. Nhưng trong 15 cái đề thì hàm MAT này luôn luôn tìm chính xác. Cho nên hàm MAT dùng trong những cái đề thi này luôn luôn đủ 3 đối số. Và đối số thứ 3 là tìm chính xác ghi số 0. Rồi bây giờ tìm hiểu những cái đối số trước nó là cái gì. Đối số 1, đối số nào mà nó đang đậm lên mà nó chờ mình nhập giá trị cho đối số đó. Đối số đầu, lookup value, tìm, tìm cái gì? Ví dụ cô tìm chữ nhà bếp, đưa cái chuỗi vô thì phải bao trong nháy kép ha. Tìm gì? Tìm chữ nhà bếp. Phải đối số 2, lookup array. Lookup array này chỉ được chọn một dòng hoặc một cột, không được chọn nhiều dòng nhiều cột, không được chọn một cái bảng ha. Rồi vậy thì lookup array cô chọn cái cột này, chọn cột này ha, chọn cột này. Rồi nhớ là chỉ chọn một dòng hoặc một cột thôi, cái này cô chọn một cột. Phải đối số thứ ba là cách tìm, tìm chính xác ghi số 0. Vậy thì nó tìm chữ nhà bếp. Tìm chữ nhà bếp, có nhà bếp không? Có, và nó ở vị trí thứ mấy? Nó ở vị trí thứ mấy trong cái lookup array cô chọn đây? Vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4, 5, 6, 7. Nó ở vị trí 7, cho nên trả về số 7. Hamad nếu đúng thì luôn luôn trả về một số nguyên, chỉ vị trí của cái giá trị lúc cấp value nó tìm thấy. Rồi bằng MAT. Tìm gì? Cô tìm đầu DVD. Cô tìm chữ đầu DVD. Rồi, lookup value là đầu DVD. Phải tìm ở đâu? Bây giờ cô tìm trong dòng ha, trong dòng từ đây đến đây. Hen. Rồi, phải đối số 3 tìm chính xác y không? Vậy thì có đầu DVD không? Có. Phần tử 1 ha, vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4, vị trí 5, vị trí 6, vậy nó trả về số 6. Hamad trả về vị trí mà nó tìm được ha, tìm cái lookup value á, tìm trong lookup array. Rồi, bằng MAT. Cô cũng tìm chữ đầu DVD ha. Rồi, ví dụ như cô cũng tìm chữ đầu DVD nè. Nhưng thay vì cô chọn một dòng hoặc một cột, bây giờ cô chọn nhiều dòng nhiều cột, vậy được không? Nó cũng có chữ đầu DVD nè, nhưng do cô chọn hai dòng lẫn nhiều cột và hai dòng lẫn, nó chỉ được chọn một dòng hoặc một cột thôi. Mã này cô chọn hai dòng cho nên nó báo là tìm không thấy. N xẹt A là not available, tìm không thấy, nhớ nha. Vậy thì Hamad ba đối số. Đối số đầu tìm cái gì? Đối số 2 tìm ở đâu? Thì cái lookup array chỉ được chọn một dòng hoặc một cột thôi. Chứ chọn nhiều dòng nhiều cột là nó tìm không ra.
Đối số 3, cách tìm, tìm chính xác, ghi số 0. Rồi bây giờ đi vô cái đề thi của mình đây. Rồi cô xóa những cái này đi, cô đi vô cái đề thi của mình. Họ yêu cầu là dùng công thức mãn, nhưng bây giờ cô dùng công thức thường trước, rồi chút nữa cô giải thích công thức mãn sau. Ha. Rồi bây giờ nhìn đây, ở đây đồ gia dụng thì sẽ lấy giá của đồ gia dụng, đúng không? Đúng không? Bình lưỡng tính của đồ gia dụng là 299.000. Hút khói thì nhà bếp, cô ẩn cái này bớt để cho cô khỏi phải cuộn lên cuộn xuống ha, ẩn thôi không xóa, ẩn bớt cái này đi ha. Rồi bây giờ nhà bếp, chỗ này nhà bếp thì cô tìm trong nhà bếp hút khói 4.3.000 đó. Vậy bây giờ cô đặt tên cái dòng này, đặt tên cái dòng này, cái dòng mà chỉ có giá thôi đó, mà giá của điện tử. Và hồi nãy trên này thì cô đặt tên là tan viên tu, dưới này cô đặt là gia viên tu. Và nếu cô đặt gia viên tu thì dưới này gia do gia dung, gia nhà bếp ha. Rồi đặt tên cái dòng này là gia viên tu, enter. Rồi đặt tên cái dòng này là gia vô gia dung, do gia dung, gia là giá đó, đồ gia dụng, không bỏ dấu tiếng Việt. Đặt tên xong nhớ enter. Rồi cái này là giá nhà bếp, không bỏ dấu tiếng Việt, giá nhà bếp, enter, không bỏ dấu tiếng Việt. Vậy chỗ đơn giá này cô dùng hàm index bằng index. Đối số đầu, nếu nhìn trong đây thấy đồ gia dụng thì cô lấy trong giá đồ gia dụng. Ở đây giá nhà bếp, nhà bếp thì cô lấy tìm trong giá nhà bếp ha. Vậy cho nên chỗ này cô dùng hàm indirect để nó trả về cái tên tương ứng với cái loại hàng ha. Nhìn trên tên công thức cô chữ to hơn index nè. Rồi trong chỗ này cô dùng hàm indirect, tại nó phụ thuộc vào loại hàng ha. Rồi indirect trong này nó là cái chuỗi những cái giá đó, nãy cô đặt tên có chữ giá không bỏ dấu tiếng Việt. Rồi cô nối với, dùng dấu và nối với cái ô bên đây ha, để tương đối hen. Rồi cô đóng ngoặc indirect. Vậy có nghĩa là nếu bên đây là đồ gia dụng thì đối số đầu array là đồ gia dụng ha. Nếu bên đây là nhà thì giá đồ gia dụng, nếu bên đây là nhà bếp thì chỗ này nó trả về giá nhà bếp ha. Đối số đầu của index là cô lấy cái giá mà. Rồi do những cái giá này nè, nó có một dòng thôi chứ nó không phải là nhiều dòng nhiều cột, cho nên lấy, ví dụ như lấy trong giá đồ gia dụng thì lấy phần tử nào ha, thì lấy phần tử nào, bình lưỡng tính thì đây phần tử số 1, phần tử số 2, phần tử số 3. Chỗ này biết, muốn biết là lấy dòng nào, có phải là cô dùng hàm mát không? Là nhìn nè ha, coi đây nha, để tạm cái đó, chỗ này mát nè, bằng mát ha, mát. Rồi cô tìm gì? Cô tìm tên hàng là bình lưỡng tính. Phải tìm ở đâu? Nếu ở đây là đồ gia dụng thì tìm trong tên gia dụng, nếu đây là nhà bếp thì tìm trong tên nhà bếp, nếu đây là điện tử thì tìm trong tên điện tử. Cho nên chỗ này dùng hàm indirect. Indirect hồi nãy mình đặt tên nó có chữ tên. Rồi dùng dấu và nối với cái loại. Chỗ này đây, nhìn thanh công thức, hết hàm indirect đủ đối số rồi, đóng ngoặc. Rồi đối số thứ ba của hàm mat là không, tìm chính xác. Thì
Tìm gì? Tìm chữ bình lưỡng tính. Tìm ở đâu? Phụ thuộc vào indirect, tên nối với B3 ha. Nếu đây là đồ gia dụng thì tìm trong tên đồ gia dụng. Nếu ở đây là nhà bếp thì tìm trong tên đồ nhà bếp và tìm chính xác. Vậy thì nó trả về số 3 nè. 1, 2, 3, bình lưỡng tính. Còn hút khói này, ha. Hút khói thì nó tìm trong tên nhà bếp. Hút khói 1, 1, 2, 3, 4, ở vị trí 4. Và cái hàm mát này được thế vào đối số thứ 2 của hàm index ha. Vậy chỗ này nè, hàm index lấy phần tử số mấy thì cô đưa cái hàm mát vô đây. Mát TCH. Tìm gì? Tìm tên hàng. Phải tìm ở đâu? Tìm phụ thuộc vào loại hàng, cho nên indirect. Indirect mở ngoặc, indirect tìm trong tên rồi nối với cái ô bên đây ha, rồi đóng ngoặc indirect, phẩy của hàm mát, tìm chính xác ghi không, đóng ngoặc hàm mát, đóng ngoặc hàm index. Vậy cô có bình lưỡng tính là 299.000 đúng. Cô copy xuống cái nào cũng đúng hết ha. Rồi công thức đây, do nó phụ thuộc vào loại hàng cho nên đây phải indirect, và mình đặt tên cũng có ý đó hả. Mà nếu mà giá thì giá điện tử, giá đồ gia dụng, giá nhà bếp. Còn nếu mà tên á thì tên điện tử, tên đồ gia dụng, tên nhà bếp. Và hàm indirect trả về cái tên của cái vùng mình cần thiết đó ha. Đây là công thức bình thường. Còn bây giờ người ta yêu cầu dùng công thức mãn là sao? Công thức mãn, cô giải thích công thức mãn đây. Rồi ví dụ như ở đây cô có cột số lượng, cột đơn giá. Nếu mình dùng công thức bình thường, tính thành tiền thì bằng số lượng nhân đơn giá. Đây là một công thức B2 nhân C2. Copy xuống đây thành công thức khác B3 nhân C3. Copy xuống đây thành công thức khác, đây B7 nhân C7. Vậy thì 6 mặt hàng là 6 công thức ngay chỗ đây. Công thức này là công thức tính toán trên những cái ô. Bây giờ cô không dùng công thức tính toán trên những ô này, mà cô dùng công thức tính toán trên những cái mảng. Mảng là gì? Mảng là cái vùng liên tục. Mảng một chiều là một dòng hoặc một cột trong Excel. Mảng một chiều là một cột hoặc một dòng. Trong trường hợp này cô có mảng số lượng màu vàng, màu đỏ chứ. Mảng đơn giá màu xanh. Cô có hai cái mảng. Bây giờ cô sẽ tính toán trên hai cái mảng này. Công thức mảng có hai kiểu trả về. Công thức mảng, cô nói nè, công thức mảng là công thức tính toán trên những cái mảng, và nó có hai kiểu trả về. Kiểu 1, trả kết quả về một mảng khác. Kiểu 2, trả kết quả về một ô ha. Rồi bây giờ để tính cột thành tiền thì bây giờ cô không tính toán trên những ô nữa, mà cô tính trên cái mảng màu đỏ và cô tính trên cái mảng màu xanh. Và đây là kiểu trả về thứ nhất, trả kết quả về một mảng khác. Cô phải chọn trước mảng kết quả, rồi cạnh thức bằng, thay vì lấy ô thì cô lấy cái mảng số lượng, chọn mảng số lượng nhân mảng đơn giá, nhân mảng đơn giá. Nhớ kết thúc công thức mảng bằng ấn Ctrl Shift bên tay trái, nhẹ nhàng bên tay phải. Khi đó nó sẽ bao ngoặc nhọn, trong ngoặc nhọn, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Cô bấm Ctrl Shift Enter, tự động nó sẽ bao công thức mảng trong cặp ngoặc nhọn ha. Và công thức mảng nó bảo mật hơn. Ví dụ như bây giờ cô muốn sửa một cái ô này, nó không cho đâu. Bạn không thể sửa một phần của mảng. Muốn sửa công thì cô phải
cô phải chọn cả cái mảng chứa kết quả cô mới sửa công thức được ha. Cô mới xóa sửa công thức được. Xóa một ô, muốn xóa thì cô phải chọn cái mảng nguyên, cái mảng chứa kết quả mới được. Rồi bây giờ tính ra doanh thu nè, tổng doanh thu bằng 2090. Nhớ số này cho cô, nhớ 2090 là kết quả của doanh thu. Thường thì mình phải tính thành tiền xong mới tính tổng thành tiền là doanh thu. Bây giờ nhờ công thức mảng, cô có thể không cần tính cột thành tiền, vẫn có thể tính ra tổng doanh thu bằng 2090 bằng công thức mảng. Rồi, ví dụ bây giờ thì công thức mảng sẽ trả kết quả về một ô, chọn ô chứa kết quả. Hồi nãy trả kết quả về một mảng thì chọn mảng chứa kết quả. Bây giờ trả kết quả về một ô thì chọn ô chứa kết quả. Cảnh thức nhìn trên thanh công thức cô thấy to hơn bằng sum. Bây giờ thì nó cũng lấy sum nè ha. Nó cũng lấy cái mảng số lượng, nó nhân với mảng đơn giá, nhưng nó không trả về mảng mà nó cộng cái mảng trung gian đó. Kết thúc công thức mảng cũng là Ctrl Enter đó. Và khi cô bấm Ctrl Shift Enter, nó bao hoặc nhọn trong công thức mảng. Vậy có hai kiểu trả về. Trả về một mảng thì chọn mảng với kết quả, rồi cảnh thức kết thúc công thức bằng Ctrl Shift Enter. Trả kết quả về một ô thì chọn ô chứa kết quả, xong rồi cảnh thức. Thường trả kết quả về một ô thì nó bắt đầu bằng hàm sum. Hàm sum để cộng cái mảng trung gian, tính toán trên những cái mảng, thay vì trả mảng kết quả thì nó cộng cái mảng kết quả đó lại thành một ô thôi. Rồi bây giờ vô cái đề thi của mình. Người ta yêu cầu là dùng đơn giá sử dụng công thức mảng. Nãy giờ cái này nè, mình tính toán trên những cái ô nghe. Bây giờ thì tính toán trên mảng thôi. Rồi đây, đơn giá cách 2 ha. Đơn giá dùng công thức mảng. Rồi, công thức mảng trong trường hợp này, nếu mà công thức mảng mà làm trên những cái bảng chi tiết này nè, thì công thức mảng trả kết quả về một mảng. Cho nên chọn mảng chứa kết quả, chọn mảng chứa kết quả. Cảnh thức bằng index. Rồi, nếu đồ gia dụng thì lấy giá đồ gia dụng. Cho nên chỗ này indirect. Rồi, nãy cô đặt tên có chữ giá nối với. Hồi nãy công thức thường thì cô nói với ô này, nhưng bây giờ công thức mảng thì cô phải nối với cái mảng này. Nghe ha. Rồi, đóng ngoặc indirect. Phải của hàm index. Rồi bây giờ lấy phần tử nào, cái giá nó có một dòng à, cho nên lấy phần tử nào thì phụ thuộc vào hàm mát. Hàm mát trả về số mấy thì lấy phần tử đó ha. Mát tìm gì? Hồi nãy cô tìm có một ô này thôi. Bây giờ công thức mảng thì cô tìm cả cột luôn, cả cái mảng này luôn. Phải tìm ở đâu? Indirect giống y như công thức thường, chỉ có tính toán trên ô, trên mảng mà thôi. Indirect thì tìm trong đâu? Nếu tìm tên nè, thì phải tìm trong tên. Indirect, nãy cô đặt tên có chữ tên. Rồi, cô nối với, hồi nãy công thức thường thì chọn một ô, bây giờ công thức mảng, chọn một mảng. Ha. Rồi, đóng ngoặc. Indirect, phẩy của hàm mát, tìm chính xác ghi không, đóng ngoặc hàm mát, đóng ngoặc hàm index, kết thúc công thức mảng bằng Ctrl Enter. Ở đây nó điền vào kết quả cũng y như vậy nè, không có gì khác hết. Và công thức mảng thì muốn sửa nó thì phải chọn nguyên cái mảng sửa, chứ chỗ này chờ, còn chỗ này chờ, chỗ này mình phải copy đúng không. Còn ở đây nó nguyên một cái mảng vậy đây. Đó, đây là công thức mảng ha. Rồi thành tiền bằng
số lượng nhân đơn giá, giảm 10% thành tiền cho khách hàng mua loại hàng gia dụng trong ngày 24 tháng 12 năm 2020 với số lượng lớn hơn hoặc bằng 2, sử dụng công thức mãn luôn. Vậy, rồi vậy bây giờ làm sao đây? Thành tiền bằng, giả sử như cái này là cô tính công thức mãn này nè nha, còn không thì cô copy công thức mãn bỏ vô đây. Còn chọn này ha, chọn copy, Ctrl C, Escape, thoát ra. Vậy, chọn cái mảng đơn giá, bắt công thức mãn vô đây, Ctrl V, kết thúc công thức mãn bằng Ctrl C. Đó, này là công thức mãn. Rồi bỏ cột này đi ha. Cái này là do cô giải thích bằng hai cách cô làm, còn các bạn chỉ cần làm công thức mãn thôi cũng được nha. Nè, chỉ cần làm công thức mãn như thế này thôi. Bây giờ thành tiền dùng công thức mãn luôn. À, công thức mãn trả kết quả về một mãn bằng lấy mãn số lượng nhân mãn đơn giá, số lượng nhân đơn giá. Rồi, bây giờ mới giảm 10%, giảm trong cột này luôn, tức là lấy nó nhân 90%, đúng không? Nhưng không phải giảm tất cả, mà nếu thỏa điều kiện mới giảm ha. Còn không thỏa điều kiện thì không giảm. Vậy thì chỗ này, nếu mở ngoặc nếu ba mấy điều kiện, đồ gia dụng một điều kiện, bán trong ngày 24 tháng 12 hai điều kiện, số lượng lớn hơn hoặc bằng 2 ba điều kiện, và trong công thức mãn không dùng được hàm and, không dùng được hàm or, mà nếu hai điều kiện kết hợp bằng and thì hai điều kiện đó nhân nhau, nếu hai điều kiện kết hợp bằng or thì hai điều kiện đó cộng nhau, cộng là or, nhân là and. Nhớ là công thức mãn không dùng được hàm and, hàm or ha. Rồi vậy bây giờ cô, bây giờ coi cô để ý bắt chước rồi nha. Hàm if xong rồi, điều kiện một mình nhớ là hai ba điều kiện, mỗi điều kiện bao trong ngoặc tròn điều kiện một, và là nhân, nhân điều kiện hai, và điều kiện ba, và là nhân, nhân điều kiện ba, ba điều kiện bao trong cặp ngoặc tròn. Nếu thỏa ba điều kiện đó thì nhân với 90%, giảm 10% là nhân với 90%. Ngược lại, không thỏa ba điều kiện đó thì nhân với 1, có nghĩa là không thay đổi. Rồi đóng ngoặc hàm if. Bây giờ mới điền vô điều kiện. Đây, điều kiện 1. Điều kiện 1 là đồ gia dụng. Vậy thì điều kiện 1 cô chọn mãn loại hàng ha. Đặt điều kiện bằng đồ gia dụng. Đồ gia dụng là chuỗi, cho nên bao trong nháy kép đồ gia dụng. Rồi, đóng nháy kép. Đó là điều kiện 1. Bây giờ, và điều kiện 2, và là nhân, bỏ điểm chèn vô cái này. Điều kiện 2 là bán trong ngày 24 tháng 12 năm 2020. Vậy thì cô chọn mãn ngày bán, công thức mãn mà, bằng 24 tháng 12 năm 20. Để đưa một ngày tháng năm vào công thức, cô phải dùng hàm def. Hàm def ba đối số. Nè, hàm def ba đối số, năm, tháng, ngày. Năm ở đây phải ghi đủ 4 số 2020. Tháng 12, ngày 24. Rồi đủ đối số rồi đóng ngoặc hàm def lại. Để đây là điều kiện thứ hai. Điều kiện 1. Điều kiện 1 là đồ gia dụng, và là nhân điều kiện 2. Bây giờ bỏ điểm chèn vô ngoặc tròn của điều kiện 3. Điều kiện 3 là số lượng lớn hơn hoặc bằng 2. Chọn nguyên mãn số lượng. Đặt điều kiện là lớn hơn hoặc bằng 2. Rồi, đủ 3 điều kiện rồi. Và nhớ là hồi nãy thấy cô làm không? 3 điều kiện thì cô đưa vô 6 cái ngoặc tròn, mỗi điều kiện bao trong cặp ngoặc tròn, ba điều kiện đó nhân nhau, nhân nhau, nhân nhau,
Sau này cô mới bỏ điểm vàng vô từng cặp ngoặc tròn đó, cô điền cái điều kiện thì nó đỡ sai sót hơn. Kết thúc công thức mãn bằng Ctrl Enter. Đây, thành tiền. Thì coi coi có cái nào nó được giảm không nha. À, cái này là 24 tháng 12 nè, nếu bên đây mà cô chọn đồ gia dụng thì nó sẽ được giảm đó. Rồi ở đây nha, bây giờ để mà kiểm tra nó thì đầu tiên mình tính công giảm nè, bằng số lượng nhân đơn giá ha. Rồi cái này là không giảm nè, cột này không giảm nè ha, cái này là không giảm, thành tiền không giảm. Rồi bây giờ cô coi thử, coi thử nha, bằng cái này có bằng này không, nếu nó bằng là nó không giảm ha, cái nào mà full là giảm đó. Vậy thì thằng này đồ gia dụng bán trong ngày 24 tháng 12 và số lượng lớn hơn hoặc bằng 2, cho nên nó giảm nè ha, không giảm nó là 5 triệu 2, giảm 10% còn 4 triệu 680 ngàn đó. Đây cái này là có giảm, cái này là không giảm. Nếu bây giờ mà cô cho số lượng nhỏ hơn 2, một thôi thì nó không giảm nè, true, bằng nhau 6 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi. Phải thỏa cả ba điều kiện đó thì mới giảm ha. Đó. Là cột thành tiền. Bây giờ đến câu số 7. Sử dụng chức năng conditional formatting tô nền màu vàng cho những dòng sản phẩm được bán trong ngày 24 tháng 12 năm 2020. Rồi, cô bỏ cột này đi nha. Delete. Rồi. À, câu số 7. Conditional formatting là định dạng có điều kiện. Định dạng có điều kiện những dòng nào bán trong ngày 24 tháng 12 thôi. Và người ta biểu là tô nền cho cả dòng. Ví dụ như hàng này nè, tô từ đầu đến cuối luôn ha, bán trong ngày 24 tháng 12. Dòng sản phẩm được bán trong ngày 24 tháng 12 thôi. Nó có một điều kiện thôi. Vậy thì chọn vùng dữ liệu muốn định dạng, không có dòng tiêu đề nha, chừa dòng tiêu đề số thứ tự loại hàng màu xám ra. Tab Home có Conditional Formatting là định dạng theo điều kiện. Cô bấm vào đây. Cô chọn Manage Rule, quản lý điều kiện. Để cô coi lỡ có cái điều kiện mà cô làm trước rồi nó sai thì cô xóa. New Rule, thêm điều kiện mới. Và cô dùng Use a Formula để đặt điều kiện. Thỏa điều kiện trong công thức dưới này nè. Dùng công thức để đặt điều kiện. Công thức dưới này bắt đầu bằng dấu bằng. Và điều kiện là gì? Ngày bán là ngày 24 tháng 12. Cô click trên ô dữ liệu ngày bán đầu tiên là ô D3. Và trong trường hợp này, cố định cột D thôi. Dòng 3 không có đô la. Cố định cột D, đô la D, dòng 3 không có đô la. Bằng 24 tháng 12. Dấu bằng ngoài trước là báo cho nó biết đây là công thức. Dấu bằng ngoài sau là để ngày bán bằng 24 tháng 12 ha. Rồi hàm đét đưa ngày tháng năm vô thì dùng hàm đét năm 2020 tháng 12 ngày 24, rồi đóng ngoặc hàm đét. Những dòng nào thỏa ngày bán bằng ngày 24 tháng 12 thì định dạng format, đây nó có cái hộp thoại định dạng, tác phong định dạng cho chữ. Bây giờ biểu nó biểu làm gì đây? Tô nền màu vàng thì fill tô nền màu vàng ha. Rồi, nếu muốn chữ màu đỏ thì phong chữ màu đỏ ha. Rồi, ok. Ok. Apply. Ok. Thì đây, những cái nào mà bán trong ngày tháng 12, ngày bán trong ngày 24 tháng 12 thì nó tô nền màu vàng.
Đó là định dạng có điều kiện. Thỏa điều kiện mới tô màu. Nếu đây mà cô bán ngày 25 tháng 12 là nó không tô nè. 12 năm 20 không tô nè. Thấy không? Chỉ tô nền những dòng nào bán trong ngày 24 tháng 12 thôi. Rồi còn câu cuối cùng cũng là một cái mới, cho nên cô phải nói nè. Sử dụng data table hai biến kết hợp công thức mã thống kê thành tiền theo mẫu cho sẵn. Trong tab, trong sheet thống kê có cái bảng thống kê này đây. Thì data table là cái gì? Data table. Rồi, data table là công cụ dùng để thống kê hoặc tính toán sự thay đổi của một giá trị khi một trong hai giá trị nào đó thay đổi. Nếu tính toán sự thay đổi của một giá trị trong khi hai giá trị thay đổi thì gọi là data table hai biến. Còn tính toán sự thay đổi của một giá trị khi một giá trị thay đổi thôi thì data table một biến. Trong trường hợp cái đề 1 là mình tính toán thống kê, họ kêu thống kê gì đây? Trong trường hợp cái đề 1 á thì nó tính toán thành tiền thay đổi theo hai giá trị. Một cái là cái tên hàng, một cái là tháng. Cho nên cái này là data table hai biến. Còn ví dụ như cô làm một cái nữa nè ha. Cô tính toán sự thay đổi của thành tiền dựa trên một cái này thôi. Ví dụ cô dựa trên này thôi. Rồi, bên đây là tổng thành tiền của cái này ha. Tổng thành tiền của cái này. Thì cái này là một biến ha, cái này bên đây là một biến. Bên đây là cái này là thay đổi theo cái này, thay đổi theo cái này, cho nên nó gọi là hai biến. Data table thì phải có một cái công thức mẫu để nó làm theo. Phải lập công thức mẫu. Công thức mẫu mà người ta yêu cầu là công thức mẫu này phải dùng công thức mã. Rắc rối vậy. Công thức mẫu. Công thức mẫu tức là làm để cho nó làm theo ha. Công thức mẫu yêu cầu là dùng công thức, làm công thức mẫu bằng công thức mãn. Nếu data table hai biến thì công thức mẫu phải ở chính xác cái vị trí này nè, ô màu vàng. Và công thức mẫu ở đây dùng công thức mãn ha. Rồi trước khi dùng công thức mãn để làm mẫu cho nó nè thì quan sát nè, tháng 10 để con trỏ ô vô chỗ này. Cô đặt con trỏ ô vô chỗ này, vô chỗ tháng 10 thì trên thanh công thức chỉ có số 10 thôi. Tháng 11 có số 1 thôi, số 11 thôi. Tháng 12 trong thanh công thức chỉ có số 12 thôi. Có nghĩa là ba ô màu xanh này chỉ chứa số 10, 11, 12. Làm sao người ta làm được như vậy? Người ta gõ vô số 10 nè nha. Gõ vô số 11 nè nha. Gõ vô số 10 nè. Gõ vô số 11 nè. Gõ vô số 12 nè. Rồi bây giờ người ta mới định dạng. Định dạng là thay đổi hình thức, không thay đổi giá trị trong ba ô này. Ba ô màu hồng vẫn chứa số 10, 11, 12. Bây giờ cô định dạng đây. Mở hộp thoại format cell. Bấm chỗ này cũng được, chỗ này cũng được, hoặc click chuột phải cũng được. Chọn custom ngay chỗ general. Chỗ general nè. Cô muốn gõ chữ gì vô thì cô gõ chữ đó trong giấy kép, gõ chữ tháng ha, rồi khoảng trắng cái đóng giấy kép. Xong rồi bây giờ đến định dạng số. Định dạng số thì có thể dùng số 0 hoặc dấu thăng. Nếu muốn, ví dụ như muốn cái tháng đó mà có luôn luôn có 3 ký số thì bỏ gõ 3 số 0. Còn gõ 1 số 0 thì nó 10, 11, 12 vẫn hiện lên đủ. Còn nếu cô gõ dấu thăng thì những cái số 0 vô nghĩa sẽ không tính, không có hiện ra. Bây giờ cô gõ số 0 hoặc dấu thăng gì cũng được, tại nó là 10, 11, 12
Vậy cô gỡ số 0 ha. Vậy thì đây, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Bản chất bao này vẫn là số. Định dạng là thay đổi hình thức, không thay đổi giá trị trong ô. Mở phần Excel ra coi nè. Đây, tháng rồi không. Thấy không? Giống y của cô làm ha ha. Chỉ có điều là này nó chừa ngoài phẳng trắng, ngoài sau này, ngoài sau dấu kép. Thằng cô chừa trong dấu kép. Sao cũng được. Định dạng là thay đổi hình thức, không thay đổi giá trị trong ô. Vậy thì biết cái này là số rồi, biết này số thì mình tính toán đây. Vậy thì nó có hai điều kiện. Một điều kiện là tên hàng bằng cái này. Điều kiện 2 là tháng, nếu mình tính chỗ này nè ha, thì tên hàng bằng cái này. Nếu mình tính cho ô màu này, ô màu xám này nè, thì tên hàng bằng cái này và tháng bằng tháng này, tháng 10. Nhưng mà bây giờ cô làm mẫu cho nó. Nếu cô cài công thức cho ô ngay chỗ này thì điều kiện bằng cái này cô list trên đây và tháng bằng ô này cô list trên đây. Nhưng đây là cô làm mẫu trong ô màu vàng, cho nên cô phải đánh dấu một cái chỗ, ví dụ như cái điều kiện này nha. Điều kiện về tên hàng cô sẽ list vô đây bằng tên hàng ha. Tên hàng cô đánh dấu chỗ này. Rồi, chỗ này là tháng ha. Chỗ này là tháng 10 đi. Ví dụ như số 10 xong rồi cô định dạng ha. Ha ha. Vậy thì cô đánh dấu chỗ này đây, để chút nữa cô đặt điều kiện vô đây. Rồi bây giờ làm mẫu đây. Làm mẫu dùng công thức mãn. Công thức mãn trong trường hợp này trả kết quả về một ô. Chọn ô chứa kết quả là ô màu vàng. Và trả kết quả về một ô thì sum. Rồi, mở ngoặc ha, mở ngoặc hàm sum. Trong này nếu này nha, hàm sum kết hợp với hàm if là hai hàm chứ không phải là hàm sum if. Nếu mở ngoặc hai điều kiện kết hợp bằng and. Vậy thì nhìn thanh công thức cô cho nó chữ to lên. Điều kiện 1 dấu ngoặc màu tím đó, nhân điều kiện 2 cũng dấu ngoặc màu tím đó. Nếu thỏa hai điều kiện đó thì tổng cột thành tiền. Qua bên đây chọn cột thành tiền. Rồi, hàm if trong trường hợp này chỉ cần hai đối số thôi. Đóng ngoặc hàm if, đóng ngoặc hàm sum. Chưa có điều kiện cho nên chưa có control shift enter được. Bây giờ chỗ này điều kiện một là tên hàng nè. Điều kiện một về tên hàng đi ha. Vậy thì cô chọn cột tên hàng ha. Rồi tên hàng phải bằng cái gì? Cô qua đây cô list trên cái ô mà cô đã đánh dấu là tên hàng. Đó là điều kiện 1. Rồi, bỏ điểm chèn vô cái điều kiện thứ hai, vô chỗ mà ngoặc tròn của điều kiện 2. Điều kiện 2 là tháng bằng cái tháng ha, bằng cái tháng trong ô màu xanh cô đánh dấu nè. Vậy thì để lấy tháng bên kia có nguyên cột ngày bán. Vậy thì min của cột ngày bán bên kia. Min cột ngày bán bên kia. Rồi, đóng ngoặc hàm min bằng bên này đặt điều kiện bằng cái ô. Ô này công thức nó dài quá, nó khuất rồi nè. Cái này là H4, cái này là H5 bằng cái ô H5 trong sheet thống kê, gõ vô cũng được ha. Vậy nè, coi cái công thức của cô nè. Hàm sum rồi hàm if, mở ngoặc hàm if, hai điều kiện nhân với nhau. Rồi đủ hai điều kiện rồi thì cộng cột thành tiền và kết thúc công thức mãn bằng control shift enter. Công thức mãn cả về một ô, control shift enter. Và dĩ nhiên chỗ này nó bằng không ha. Rồi vậy thì mình thấy nè, cái tên hàng nó xếp theo cột, có nghĩa là tên hàng nó là column. Tên hàng
là column, cột là column ha. Còn tháng nó xếp theo dòng, cho nên tháng là row. Rồi mình có công thức mẫu rồi, có công thức mẫu rồi. Bây giờ mình chọn nguyên cái bảng này, nguyên cái bảng này ha. À, rồi mình mới vô data worksheet, rồi data table, data này nha, tab data worksheet, rồi data table, nó hiện ra cái bảng data table. Rồi row input cell, cái nào xếp theo dòng? Tháng xếp theo dòng, cho nên ngay chỗ cái tháng là mình đánh dấu nè, mình row input, mình list ngay cái tháng tại cái tháng xếp theo dòng nè nghe. Rồi column input cell thì cái tên hàng nó xếp theo cột, cho nên đặt điểm chèn dưới column này, list trên chỗ tên hàng. Rồi ok, nhưng nó không có dữ liệu là tại vì bên kia nó không có. Bây giờ ví dụ như tháng TV LED, cô chọn bên kia có TV LED này nha. Đồ gia dụng, chỗ nào? Điện tử phải không? TV LED. Rồi bên kia là có cái gì? Internet là cái gì ta? Internet. Internet là bảng điện tử. Điện tử. Thì bên đây nó có số liệu. Ủa sao kỹ ta? Tại sao ở đây nó bằng không? Cô chọn TV LED và Internet. Tại sao nó bằng không? Tại cái này, bên đây cô chọn Internet TV với TV LED, nó là tháng tháng 12. Rồi TV LED có tháng 10 đây, tại sao nó không có giá tiền? Tháng 10 đây, tại sao không có? Cô mò nãy giờ ra cái lỗi đây. Lỗi chỗ nào? Trong công thức mẫu nè. Công thức mẫu nè ha. Thì nguyên cột tên hàng bằng thống kê OH3 là đúng. Đúng rồi ha. Rồi nguyên cột tháng bằng thống kê, chỗ cái tháng 10 này nè, chỗ mà con chuột cô đang xoay xoay nó là H4. Thế mà chỗ này cô để H5, cho nên làm hoài không ra. Sửa lại, này là H4. Rồi bây giờ Ctrl Shift Enter thì nó có dữ liệu ha. Do cô nhầm ở đây nè, nãy cô tưởng cái ô này là H5. Cô nhầm cái ô này nè, cái ô màu cam nè, ô màu hồng nè, cô tưởng là H5, nên công thức mẫu cô hồi nãy nó để là H5 ha. Vậy thì làm lại nè, công thức mẫu làm rồi. Vậy thì data table, data what if data table thì row input tháng nó xếp theo dòng, vậy thì ngay row input xếp đít vào tháng, column tên hàng xếp theo cột, column list vào tên hàng. Ok, đó, công thức ra y vậy ha. Rồi bây giờ cái này cô đánh dấu thôi. Sau khi đã làm công thức mẫu xong, sau khi làm data table xong, cô có thể xóa nó đi, không ăn thua gì hết ha. Chỉ đánh dấu để biết là công thức mẫu mình đã tham chiếu đến đây thôi ha. Rồi cái này là data table, một biến, hai biến, nó tính thành tiền theo hai giá trị thay đổi, một cái là tháng, một cái là tên hàng. Bây giờ nếu chỉ có một cái giá trị thay đổi thôi, thì ví dụ như cô tính tổng thành tiền theo cái này thôi, không cần theo tháng. Cái này là data table một biến. Vậy thì công thức mẫu phải ở hoặc là ô trên này hoặc là ô này ha. Vậy thì cô để ô này luôn. Công thức mẫu nếu người ta yêu cầu là công thức mãn thì dùng công thức mãn, còn không yêu cầu dùng công thức mãn thì mình muốn tính sao cũng được hết, miễn đúng thì thôi. Và cô đính ra đây thì cô phải đặt điều kiện qua đây ha. Cô dùng hàm sum if đi, sum if mở ngoặc, sum if ba đối số, đối số đầu cột xét điều kiện là cột tên hàng, cột tên hàng ha. Rồi phẩy, hàm sum if ba đối số. Đối số 2, điều kiện bằng ô nào? Bằng ô này ha. Phẩy,
Đối số 3. Cột để cộng, sum ren, cột để cộng là cột thành tiền. Rồi cô đóng ngoặc sum if. Cô không cần cố định cũng được, trong data table không cần cố định cái này cũng được ha. Rồi enter. Rồi. Nó ra cái đó. Bây giờ để làm data table một biến thì cô phải chọn sao cho chứa công thức mẫu đó. Và nó có một biến thôi mà nó xếp theo cột ha. Rồi vậy thì data what if data table nó xếp theo cột, cho nên cô chọn column. Và hồi nãy cái công thức mẫu này cô click lên điều kiện là ô này, bây giờ cô click trên đây. Ok thì đó ha. Cái data table nó làm việc làm sao? Công thức mẫu ở đây ha. Cái này nếu nó tính ở đây thì nó lấy cái này nó thế vào cái ô H4 H3 H4 hồi nãy đó. Nó lấy cái tháng 10 thế vào ô H4, lấy TV net internet TV thế vào ô H4 và nó điền giá trị vô đây. Còn đây lấy TV led thế vào công thức mẫu đó. Ở đây cũng vậy, chỗ này lấy cái ô này thế vào chỗ này và tính điền giá trị vô đây. Rồi đây là data table một biến và nó xếp theo cột. Nếu bây giờ mà nó xếp theo dòng ha, nếu cái này mà nó xếp theo dòng, ví dụ bên đây đó, rồi cũng người ta cũng yêu cầu dùng data table để tính thì mình cũng phải có công thức mẫu, phải có làm mẫu cho nó. Và cô làm mẫu ngay đây luôn ha. Công thức mẫu có thể trong bên đây nè, công thức mẫu có thể ở trên đây cũng được nè ha. Rồi bên đây thì nó xếp theo dòng, công thức mẫu cô để đây đi, cũng dùng hàm sum if. Rồi cột để xét điều kiện là cột tên hàng, phải điều kiện, nếu mà cô công thức mẫu cô để đây thì điều kiện đây luôn để nó mới ra số liệu đúng ha. Chút nữa khi cô tham chiếu cô sẽ click lên đây. Phải cột để cộng là cột thành tiền. Rồi cô đóng ngoặc enter. Rồi được, làm mẫu được rồi đó. Bây giờ cô chọn cái data table. Cái này nó xếp theo dòng ha. Rồi what if data table. Bây giờ nó xếp theo dòng thì row input cell dòng nè. Cô click trên cái ô mà nãy cô đặt điều kiện đó, click trên ô này, cô ok thì nó cũng ra kết quả y như vậy. 4494198 nè, 4494198 y vậy. Vậy data table nếu tính toán sự thay đổi giá trị khi một giá trị thay đổi thì là data table một biến. Còn tính toán sự thay đổi trong đề 1 đó, tính toán sự thay đổi của thành tiền khi hai giá trị thay đổi, một cái là tên hàng, cái là tháng, thì nó là data table hai biến. Rồi cô kết thúc đề 1 ở đây.